Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinthành Audio. Hôm nay dọn kho em thanh lý một số cái đầu đĩa nha. Và đây là một cái lô đầu đĩa nè, Oppo, Toshiba, Ariane, Kali, Ariane, Music Core. Một trong những dòng đầu đĩa karaoke đình đám một thời nha. Rồi cái dây này là em sẽ bán nguyên một dây luôn, 8 con. Và bên đây là hai con Blu-ray sáp nè, hàng nội địa Nhật điện 100V. Và đời 5 Blu-ray hàng xuất 220V. Rồi tình trạng của cái lô bên đây như sau, em không bao mắt nha. Em chỉ bao điện nguồn. Con này là có điện ok nè, con này đèn rất là đẹp luôn. Tiếp theo nữa là con này là vô điện ok luôn, con này không có điện nè, con này có điện ok nè. Rồi con này cũng không có điện nè, không có điện, không có điện vô. Và con này có điện, như vậy là một con có điện nè, hai con có điện nè, ba con có điện nè, bốn con nha, bốn con vô điện. Rồi nguyên một dây này thì em thanh lý với giá là 600.000, không bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em về kiểm tra thay dây cro, kiểm tra mắt lại là chơi ok nha. Và những dòng này thì anh em chơi đĩa MP3 là chơi nghe nhạc cả ngày luôn nha. Một trong những dòng đình đám một thời nha, dòng Ariane 4500 Deluxe nè, tiếng rất là hay luôn. Rồi con Oppo này là có chức năng chơi đĩa nè, chơi USB nha. Rồi anh em chơi USB là chơi nhạc cả ngày luôn, sử dụng cho các quán cà phê là ok luôn nha. Rồi thanh lý nguyên một lô luôn. Rồi anh em làm thành một con thì cũng đủ tiền nha. Thanh lý cho anh em, giá rẻ về dọn chơi. Rồi tiếp theo nữa là con Blu-ray sáp dòng nội địa Nhật nha, con này có ổ cứng. Em chỉ bao nguồn con này thôi. Rồi con này có ổ cứng là em bán ổ cứng tặng máy nha. Bên trong đây nó sẽ có một cái ổ cứng là 500GB luôn. Rồi 500GB ổ cứng luôn nha. Rồi cáp đầy đủ luôn. Rồi con này thì chỉ bao nguồn thôi, không bao gì hết, 300.000 nha. Thanh lý 300.000 luôn. Rồi tiếp theo nữa là con dưới. Con dưới đây là dòng Blu-ray đời 5. Giá mới nó tầm vài triệu đồng nha. Và con này thì tình trạng là vô điện, bấm các nút này lâu ngày chắc là nó không có tiếp điện, nó dơ, nó không ăn nữa. Tất cả các nút không ăn. Và con này còn nguyên tem luôn. Nguyên tem phân phối luôn. Rồi anh em về mở ra kiểm tra nha. Còn nguyên tem luôn. Đồ đông DBT1713UD. Network nè, HDMI nè. Con này điện AutoVolt 100V cho tới 240V nha. Rồi con này thanh lý anh em là 500.000 nha. Đây còn nguyên tem luôn, tem niêm phong của anh Duy luôn. Rồi anh em về mở ra kiểm tra các nút nhấn nha, lên nguồn. Rồi như vậy là em sẽ thanh lý nguyên một lô nha, giá không bao gồm phí vận chuyển. Rồi anh em về nghiên cứu nha. Rồi anh em quan tâm mua hàng vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.